tiết rách tủ sách bài tập cuối tuần. Sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5. Tuyển tập đề thi giữa với học kỳ 1, học kỳ 2. truy cập ngay shopy.vn gạch chéo Vietzack Official Store. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến Chào mừng các con đã đến với khóa học chữa câu hỏi trong sách giáo khoa môn khoa học lớp 5, bộ sách mang tên Trần Trời Sáng Tạo. Hôm nay thì cô và các con sẽ cùng nhau đi chữa tất cả các câu hỏi có trong bài số 14, Sự lớn lên và phát triển của thực vật. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau bắt đầu nào. Đến với câu hỏi khởi động. Cây đậu con ở hình 1 được mọc ra từ đâu? Như vậy chúng mình quan sát hình 1 ta dễ dàng thấy rằng cây đậu con ở hình 1 được mọc ra từ hạt đậu đúng không nhỉ? Đến với phần 1, cấu tạo của hạt, câu hỏi khám phá quan sát hình 2 chỉ và nói tên các bộ phận của hạt đậu. Như vậy chúng mình quan sát khi mà hạt đậu bẻ đôi ra thì chúng mình thấy rằng trong hạt đậu sẽ có một phôi vỏ hạt và đây chính là chất dinh dưỡng dự trữ đúng không nhỉ? Từ đó chúng mình thấy rằng tên các bộ phận của hạt đậu sẽ bao gồm có phôi, vỏ hạt, chất dinh dưỡng dự trữ. Tiếp theo đến với câu hỏi luyện tập. Em tập làm nhà khoa học, tìm hiểu cấu tạo của hạt. Chuẩn bị một số hạt đậu có kích thước lớn, đặt lên bông ẩm một ngày, kính lúp cầm tay và que tăm có đầu nhọn. Tiến hành quan sát bên ngoài hạt, tách đôi theo đường rãnh trên hạt bằng que tâm, tăm có đầu nhọn và quan sát kỹ các bộ phận bên trong hạt bằng kính lúp và chia sẻ với bạn bè với những điều quan sát được, vẽ và chú thích tên các bộ phận của hạt, thảo luận, quan sát thấy gì trong hạt đậu, chỉ và nói tên các bộ phận bên trong hạt đậu. Như vậy ta thấy rằng tên các bộ phận bên trong hạt đậu sẽ bao gồm có phôi, chất dinh dưỡng dự trữ. Từ đó chúng mình sẽ dễ dàng vẽ và chú thích được tên các bộ phận của hạt như ở hình 2 đúng không nhỉ? Tiếp theo, chúng mình sẽ đến với phần 2, cây con mọc lên từ hạt, câu hỏi khám phá, quan sát hình, đọc thông tin, chọn ô chữ phù hợp với hình để mô tả các giai đoạn phát triển chính của cây con mọc lên từ hạt đậu. Như vậy chúng mình quan sát thấy rằng hình 3 chính là giai đoạn nảy mầm, hình 4 chính là giai đoạn cây con và hình 5 chính là giai đoạn cây trưởng thành. Từ đó chúng mình thấy rằng ô chữ phù hợp với các hình để mô tả các giai đoạn phát triển chính của cây con mọc lên từ hạt đậu. Hình 3A sẽ ứng với ý A, hình 3B ứng với ý B, hình 4A ứng với ý D, hình 4B ứng với ý C, hình 5A ứng với ý E và hình 5B ứng với ý G. Đến với câu hỏi luyện tập trang 53. Sắp xếp các hình sau theo đúng thứ tự về sự phát triển của cây dưa hấu mọc lên từ hạt và chia sẻ với bạn tên của từng giai đoạn. Từ đó chúng mình quan sát hình 6 chính là quá trình phát triển của cây dưa hấu mọc lên từ hạt. Sau khi chúng mình gieo hạt thì cây dưa hấu sẽ bắt đầu nảy mầm và sẽ mọc lên đúng không nhỉ? Và sau quá trình mọc lên thì sẽ ra hoa và kết trái. Từ đó chúng mình thấy rằng sự phát triển của cây dưa hấu mọc lên từ hạt sẽ bắt đầu từ hình 6D đến hình 6C, hình 6A, 6B, 6G và cuối cùng là hình 6E. Đến với phần 3, cây con mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ. Câu hỏi khám phá, quan sát các hình từ hình 7 đến hình 11, đọc thông tin và cho biết cây con có thể mọc lên từ bộ phận nào của cây mẹ. Chúng mình quan sát thấy rằng hình 7 chính là cây hoa hồng mọc ra từ cành, hình 8 là cây lá bỏng, là cây sống đời hay cây này có hai tên chính là cây sống đời và cây lá bỏng thì cây con sẽ mọc lên từ mép lá. Hình 9 là cây khoai lang con mọc ra từ rễ hay còn gọi là rễ củ. Hình 10 là cây nghệ con mọc ra từ thân, thân củ. Hình 11 chính là quá trình phát triển chính của cây sắn con mọc lên từ thân của cây mẹ. Đầu tiên, chúng mình sẽ cho đoạn thân hay là bộ phận của cây mẹ xuống đất, rồi sẽ nảy chồi và tạo thành cây con, rồi tới cây trưởng thành. Một đoạn thân của cây sắn khoai mì được cắt ra từ thân cây mẹ, dâm xuống đất ẩm. Sau một thời gian dài thì rễ sẽ mọc ra và đoạn thân nảy trồi, trồi sẽ phát triển thành cây sắn con và cây con sẽ tiếp tục phát triển thành cây sắn trưởng thành. Từ đó ta thấy rằng cây con có thể mọc lên từ bộ phận của cây mẹ chính là từ cánh, từ mép lá, từ rễ và từ thân. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với câu hỏi luyện tập vẽ sơ đồ và ghi chú tên các phát triển chính của cây con bọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ, một trường hợp cụ thể ở các hình từ 7 đến 10. Như vậy chúng mình thấy rằng hình 7 chính là từ canh, sẽ nảy trồi tạo thành cây con và cây trưởng thành. Hình 8 sẽ là từ mép lá, tới nảy trồi, tới cây con và cây trưởng thành. Hình 9 chính là rễ củ, nảy trồi, cây con và cây trưởng thành hình 10 chính là thân củ, nảy trồi, cây con và cây trưởng thành. Bây giờ chúng mình sẽ đến với câu hỏi vận dụng trang 54, đố em. Cây con mọc trong mỗi hình từ 12 đến 19 mọc lên từ bộ phận nào của cây mẹ? Ý hình 12 chính là cây mía, hình 13 là cây hành, hình 14 là cây khoai tây con, hình 15 là cây phát lộc, hình 16 là cây sả hình 17 là cây lô hội nha đam, hình 18 là cây chuối và hình 19 là cây tiểu quỳnh. Từ đó ta thấy rằng sau khi các con quan sát xong thì sẽ thảo luận với các bạn và hoàn thành bảng theo gợi ý dưới đây cho cô nhé. Và ta sẽ thấy rằng cây con mọc lên từ lá của cây mẹ chỉ có cây ở hình 19. Còn cây con mọc lên từ thân của cây mẹ sẽ là hình 12, 15 16, 17 và 18. Cây con mọc ra từ rễ của cây mẹ sẽ là hình 13 và hình 14. Bây giờ chúng mình sẽ đến với phần 4, thực hành trồng cây bằng hạt hoặc từ một bộ phận của cây mẹ. Câu hỏi luyện tập. Chuẩn bị một số hạt đậu xanh được đặt trên bông ẩm khoảng 2 đến 3 ngày, một số đoạn thân cây, cành rau khoai lang, rau húng quế vân vân. Hai chậu trồng cây chứa đất, bình tưới nước tiến hành cho một chậu đất 5 hạt đậu xanh và phủ một lớp đất mỏng, cắm 5 đoạn thân cây khoai lang hay cây khúng quế vân vân vào chậu đất còn lại. Chú ý cắm nghiêng và đầu ngọn của thân hướng lên trên, ấn nhẹ đất quân thân, đặt các chậu trong bóng mát, tưới nước ẩm cho đất hàng ngày, theo dõi, ghi chép kết quả vào phiếu quan sát. Sau khi chúng mình làm hoàn thành xong phiếu quan sát thì các con sẽ thực hành thí nghiệm và ghi lại kết quả cho cô nhé. Vừa rồi thì cô và các con đã cùng nhau đi trả lời tất cả các câu hỏi có trong bài số 14. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo nhé. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách